Xin chào tất cả các em đã quay trở lại với chương trình Tược Võ Karate tại nhà. Trong bài học ngày hôm nay, thầy sẽ hướng dẫn cho các em hai kỹ thuật mới. Kỹ thuật thứ nhất là kỹ thuật đấm móc có tên gọi là Ageyuki. Như thế này. Kỹ thuật thứ hai, đấm vòng có tên gọi là Maiwashiyuki. Và trước khi đi vào phân tích hướng dẫn kỹ thuật mới, xin mời tất cả các em cùng đứng lên và thực hiện bài khởi động. Hai tay chống hông thực hiện kỹ thuật đầu tiên, đó là kỹ thuật cổ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, xoay cổ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và ngược lại. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, rồi. Kỹ thuật xoay cổ tay, cổ chân. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ngược lại. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi. Xoay khuỷu tay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ngược lại. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xoay vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ngược lại. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xoay cánh tay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ngược lại. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xoay hông. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và ngược lại. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xoay gối từ ngoài vào trong trước. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ngược lại. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Trùng gối. Kéo hai chân vào trùng gối lại. Xoay từ phải sang trái trước. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ngược lại. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi. Các em bước rộng chân ra. Bước rộng chân ra. Lắc hông. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi. Ép một phải, hai trái, ba giữa. 1, thẳng gối. 2, 3, 시코 되지. 락 nhẹ nhàng ở tư thế tấn siko daichi. Ờ,
Rồi, hai tay chạm gót, lắc nhẹ nhàng, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi, quát trái, ép chọc, 1, 2, quát phải. Rồi quát trái, ép ngang, quát. Ép ngang thì các em chú ý xoay cái bàn chân lại, xoay ngang bàn chân lại. 2, quát phải. Xoay ngang cái bàn chân lại. 1, quát trái, ép nhường chân, 1, duỗi thẳng mũi chân. Duỗi thẳng một chân lên trên. 2. Rồi, đứng lên. Đứng lên, tất cả xoay hông nhẹ nhàng. Ngược lại. Rồi. Đưa tay phải lên, kéo căng tay, kéo tăng, 1. Tay phải trước. 2. Ngửa bàn tay ra. Ngửa bàn tay ra, kéo căng lên. Được. Ba, ép vai. 4, kéo vai đằng sau, kéo vai qua này, chúng ta kéo qua nha. Rồi, đổi tay, tay trái, 4, kéo căng bàn tay ra nha. 3, bốn, rồi duy. Bây giờ các em đưa hai tay lên, đưa hai tay nắm đấm thả lỏng nha, lỏng thôi nha, nắm đấm lỏng. Từ đây nghe thầy hô, 1 là chúng ta lắc hông bên phải, 2 là hông bên trái. Chú ý giữ nguyên thân người nha, giữ nguyên thân người, chỉ mỗi lắc thì hông đi theo nha. Em chú ý thả lỏng tay ra này, mục đích của hai tay này là chúng ta giữ cái người mình lại nhá, chỉ có lắc cái hông thôi. Chú ý, 1 hông phải, hông phải, 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi, thả lỏng hông ra. Mục đích chúng ta lắc cái hông này để khi chúng ta thực hiện kỹ thuật đấm đá đờ, nó liên quan đến cái hông này, được chưa? Cho nên chúng ta phải tập về cách lắc hông. Cái hông này rất quan trọng bởi vì nó sẽ tạo cho mình thêm một cái lực rất tốt, tạo lực nhá. Đi. Rồi, hai tay thủ về hông, hai tay thủ về hông. Moro Higite, tay chỗ đấm thẳng, 1, 2, nhẹ nhàng, 3, 4, 5, thẳng tay ra. Các em nắm đấm lại cho thẳng cổ tay này, 4,
5 6 7 8 9 10. Rồi bây giờ nghe thầy hô, thả lỏng ra và định nhân mạnh. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Rồi rủ tay thả lỏng, rủ tay rủ chân đi. Rồi, chuẩn bị. Tiếp tục nào. Hai tay thủ không? Bây giờ đánh thêm 10 đòn nữa, nhân mạnh ra. Bởi vì đây là đòn đặc trưng của karate cho nên chúng ta phải tập hàng ngày nha. Nghe thầy hô. 1. Nhân ra rồi, đấm nhân ra. 2. 3. 4. 5. 6. Rồi tay thả lỏng. Chuẩn bị. Bước chân phải sang phía bên phải. Thành tịnh Shikodaiji, động thẳng trung đẳng. Nhớ chưa? Rồi, lên lại. Pin. Miki Shiko Chirajiki Kiai. Up. In. Tại chỗ đấm thẳng trung đẳng. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 đòn thường đẳng. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 đòn hạ đẳng. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Chú ý. Rồi rủ chân rủ tay. Bây giờ chúng ta phải hít thở sâu đi nào. Hít thở sâu. Thả lỏng hết ra. Ngược lại. Rồi xoay vai, lỏng 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 ra, xoay lỏng vai ra, ngược lại. Rồi. Đi. Chân phải về phía sau, thân tận gian Musuriji tức là tận trước, đỡ hạ đẳng. Các em xem thầy thực hiện một lần. Bước chân phải về phía sau, thân tận trước, tức là tận chân, đỡ hạ đạp bằng tay trái. Thấy chưa? Thấy à? Vì dân của Suriji, ghi răng bài kia. Up. Đi. Thấy chưa? Từ tư thế này, một là chúng ta bước lên, đập trung đẳng. Hai, lùi sau, đấm trung đẳng bằng tay trái, nhớ chưa? Rồi thực hiện nha, làm chồng trước. Một, bước lên, tận chân, đấm thẳng ra. Hai, lùi, tận chân, đấm tay trái. Một, bước lên, tay phải. Hai, tay trái, nhớ chưa? Rồi, bây giờ chúng ta di chuyển nhanh đi chưa? Một, hai, nhẹ nhàng. Ba, lên.
4 5 6 7 8 9 10 Rồi đổi bên. Đổi bên nhá. Đấm tay phải ra trước. 1 Bước lên đấm tay trái. 1 2 Lùi đấm tay phải. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 Thả lỏng. Xoay mũi chân đi, thả lỏng ra. Duy tiếp tục bước chân phải về sau, thân tận gian đỡ hạ đẳng bằng tay trái, úp đùi, thấy chưa? Từ tư thế này thấp tận xuống nào, trụ xuống tận trước. Từ tư thế này một chúng ta tiến lên đỡ hạ đẳng, hai về hạ đẳng, thấy chưa? Một tay phải, hai lùi tay trái, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 Thả lỏng. Hít thở sâu lên nào. Đi. Tiếp tục. Từ tư thế này, bước chân trái về phía sau và đỡ con tay phải xuống. Ngược lại nha. Bây giờ lên. 1 Tay trái lùi đỡ tay phải. Chưa? Chuẩn bị. 1 hay 1 hay 1 hay 1 hay 1 hay 1 y chú ý thả lỏng. Hít thở sâu đi. Đi. Bây giờ chúng ta ôn lại sơ. Ôn lại sơ cho thầy kỹ thuật trung nặng, thường nặng, chém, đỡ. Đầu tiên chúng ta thực hiện này, nhấn thôi. Ôn lại cho thầy thôi nha. Tay phải trước. 1 Trung nặng từ trong ra ngoài, ưu chi ưu kê. 2 Tay trái, 2 1 2 1 2 Rồi kỹ thuật tiếp theo, đỡ trung đẳng từ ngoài vào trong, Soto Uke. Đi. 1 Đỡ luôn. 2 1 2
2 1 2 Yubi trụ tay thả lỏng. Các em thả lỏng thoải mái đi. Đấy, thả lỏng thoải mái, chúng ta thở, hít thở sâu, hít bằng mũi, thở bằng miệng, hít thở sâu. Đi. Bây giờ chúng ta ôn kỹ thuật tiếp theo nhẹ nhàng nhé, ôn lại thôi mà nhẹ nhàng. Đỡ thương nặng, Agi-Uke. 1 và 2. Đấy, được chưa? 1 2. Nhớ này, nhớ khi đỡ ra chúng ta mắt chú ý là nhìn theo tay nha. Đỡ chỗ nào thì nhìn chỗ đó. Đỡ thường nặng nhìn thường nặng, đỡ trung nặng thì nhìn trung nặng nhá. 1 2 3 4 5 6. Rồi từ tư thế này chúng ta chuyển kỹ thuật đỡ thường nặng bằng cành bàn tay, tức là Age Sotoke. 1 chúng ta chỉ việc mở cái lòng bàn tay ra thôi, nhớ chưa? 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Rồi, chuẩn bị thả lỏng. Tiếp tục ôn lại kỹ thuật chém trước, gọi là Mai Soto Uchi. Thấy chưa? Mai Soto Uchi chém trước. Một chân phải trước, chém ngay cổ các em, hoặc là thái dương cao lên. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Rồi từ tư thế này chúng ta chuyển sang kỹ thuật chém chéo. Naname, Naname đi đường chéo. 2 3 chém chéo nha các bạn. 4 5 6 7 8 9 10 Chú ý thả lỏng. Đi. Từ tư thế này chúng ta sẽ ôn lại kỹ thuật tấn Kokusureji kết hợp với đòn đỡ Naname Sotoke. Được chưa? Hiểu như nào? Về 1 là Jubi, 2 là bước lên đỡ, 1 về. Hiểu như nào? Rồi làm theo nha. Chân phải và tay phải trước, nghe thầy hộ. Bước chân phải lên tấn Shikodaichi và đỡ Naname Sotoke. 1 tay phải nha, tay phải chân phải. 2 về lại Yubi. 1 2 1 2 1 2 Đổi bên, chân trái lên. Đổi chân trái, tay trái. 1 2 1 2
2 1 2 1. Ê! Chuẩn bị. Nghiêm. Rồi, thả lỏng. Như vậy chúng ta đã ôn lại một số kỹ thuật căn bản gọi là kỹ hông. Đấy. Và trong các buổi tập tiếp theo cũng như vậy, sau khi khởi động xong thì chúng ta có thể ôn một vài cái nội dung nào đó liên quan đến bài cũ. Sau đó thì chúng ta sẽ tiến hành hướng dẫn, phân tích và giới thiệu kỹ thuật mới. Và sau đây thầy sẽ tiếp tục giới thiệu cho chúng ta hai kỹ thuật mới. Một là kỹ thuật đấm vòng Maiwashiyuki. Kỹ thuật thứ hai là đấm móc Ageyuki. Rồi, tiếp theo trong bài học ngày hôm nay thầy sẽ giới thiệu cho các em hai kỹ thuật mới. Thầy nhắc lại, kỹ thuật thứ nhất là đòn đấm móc, móc đây. Kỹ thuật này thường là chúng ta thực hiện đấm vào cằm của đối phương, móc dưới lên nha. Đây. Móc lên. Sau đây thầy sẽ phân tích kỹ thuật như sau. Kỹ thuật đấm móc có tên gọi là Ageyuki gồm có hai giai đoạn chính. Một là thụ về hông. Hai là đấm móc từ dưới ra trước và lên trên. Vị trí kết thúc của chúng ta là ở dưới cằm. Dưới cằm nhé, ở dưới khu vực yết hầu. Hoặc là chúng ta có thể đấm móc ở khu vực chấn thủy, ở giữa trung tâm này gọi là chấn thủy. Nhớ chưa? Đòn này rất đơn giản cho nên thầy giới thiệu, sau đó chúng ta cùng thực hiện nhé. Thầy nhắc lại, từ tư thế thụ này chúng ta đi về phía trước, lên trên. Thấy chưa? Kết thúc nắm đấm thẳng. Kết thúc nắm đấm thẳng. Và nắm đấm hơi ngửa. Nắm đấm hơi ngửa để vị trí tiếp xúc của chúng ta là như thế nào. Từ đây nhá, từ đây đi tới, dừng lại ngay vị trí. Một là dưới yết hầu ở khu vực cằm. Hai là chúng ta đánh vào khu vực chấn thủy này. Được chưa? Thầy đứng hướng này này. Từ đây các em xem cái tay này, từ tư thế thụ này này, đánh thẳng về phía trước, móc lên. Được chưa? 2 1 2. Đây, nhìn. Đánh 1 2. Và tay trái cũng như vậy nhá. Rồi, trở về tay trái thủ về hông, sau đó chúng ta đánh về phía trước, đánh đây, nhớ chưa? Đánh đây, đấm móc, móc đây, gọi là Ageyuki. Rồi, nhớ chưa? Bây giờ thay về vị trí này để cùng tập với các em. Hai tay thủ về hông, đòn này dễ thôi cho nên thầy phân tích sơ để chúng ta thực hiện thôi. Từ tư thế này nghe thầy hô là chúng ta thực hiện một tay phải, hai tay trái và luân phiên như vậy đổi nhau nhé. Một tay phải ra nhẹ nhàng, hai tay trái ra thì tay phải thủ về hông, thấy chưa? 1 2. Đơn giản, đòn này rất là dễ, nhưng mà chúng ta phải biết thực hiện kỹ thuật này cho nó đúng. Cho nó đúng thì chúng ta phải phát cái lực ở hông này. Hai hông này rất quan trọng nha. Được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta làm nhanh này. Các em xem thầy thực hiện một lần. Nhanh. Đấy, chúng ta xem cái hông nha. Lắc cái hông. Lắc hông. Lắc hông. Được chưa? Dần dần chúng ta sẽ làm nhanh lên, mạnh lên. Rồi, thủ về, thực hiện. Nghe thầy hô. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Rồi, chú ý rủ tay để. Đấy, kỹ thuật này rất đơn giản hả? Quan trọng là chúng ta thực hiện được cái hông là chính. Bây giờ
chúng ta sẽ thực hiện lại một lần nữa, sau đó sẽ chuyển sang kỹ thuật thứ hai, đó là kỹ thuật đấm vòng nhé. Đi, hai tay thủ về hông, nghe thầy hô, thực hiện một tay phải, hai tay trái, một, hay nghe nhịp hô của thầy. Thầy nói lại, đối với kỹ thuật này nó mềm hay không là do cái hông nhé các em, nó đòn nó mềm hay không là do cái hông của mình, nhớ chưa, thực hiện cái hông cho nó tốt. Một, hay, một, hay, một, hay, một, hay, một, hay, rồi chuẩn bị rủ tay một tí. Tiếp theo, thầy sẽ giới thiệu cho các em kỹ thuật thứ hai, kỹ thuật đấm vòng, có tên gọi là Maiwashi Yuki. Cũng như vậy, hai tay thủ về hông, thầy làm tay phải trước, tay phải thủ ở hông. Từ tư thế này, chúng ta đi ra vòng sang phía bên phải, sau đó kết thúc thì nắm đấm hướng vào trong. Thấy chưa, các em nhìn thấy không nào? Đây, nó đi vòng nha. Từ tư thế thủ này, một đi ra, hai chuẩn bị xoay, xoay nắm đấm, ba là kết thúc, kết thúc thì nắm đấm hướng vào bên trong, nhớ chưa. Và thì vị trí tiếp xúc của chúng ta lúc này là chúng ta thực hiện ở chỗ nào? Đây, chúng ta đánh vào hai cái chậu tay này nhá, nhớ chưa. Vị trí tiếp xúc của chúng ta là hai cái chậu tay này, hai chậu tay này, nhớ chưa. Đấy, các em chú ý hai chậu tay, ngón trỏ và ngón giữa nhá. Đây. Rồi, thầy nói lại nhá, từ tư thế này, đây. Từ tư thế thủ này. Một là ra. Hai là xoay mũi tay, xin lỗi cái bàn tay. Ba kết thúc nắm đấm. Thấy chưa? Về gọi là đấm vòng mà đi vòng qua, vòng. Giống như thế này này. Thấy chưa? Các em chú ý cho thầy là cái vị trí tiếp xúc cuối cùng ấy, vị trí kết thúc này là nắm đấm phải hướng vào trong, thấy chưa? Thầy đứng ở chỗ này để thầy thực hiện cho các em xem. Thầy từ từ để thủ này đúng không? Đi này, 2, 3 kết thúc, kết thúc này là hai cái chậu tay này là tiếp cận với mục tiêu của mình, ví dụ như thái dương ở bên khu vực thái dương này, ở mang tai này, thấy chưa? Hoặc là chúng ta có thể đấm ở trước mặt, nhưng mà cái đòn của chúng ta là phải đi vòng từ đây lên, xoay lại, một thủ, hai lên, xoay lại, một thủ, hai xoay, và tay trái cũng như vậy thôi, một thủ này, thủ đây nhá, hai lên, kết thúc kỹ thuật như thế này. Một đi về này, thủ này, hai kết thúc, thấy chưa, một thủ, hai kết thúc, rồi hiểu chưa nào. Rồi bây giờ chúng ta cùng thực hiện nhá. Hai tay thủ về hông, thầy hô là chúng ta thực hiện một tay phải hai tay trái, thấy chưa. Một nhà nhà này, tay phải, hai, nhớ nhá, nhớ cái lưng nắm đấm là phải hướng vào trong mặt nhá. Một, hai, một, hai, một, hai, một, hai. Rồi rụt tay một tí, sau đó chúng ta thực hiện nhanh hơn, rụt tay một chân đi. Đi. Hai tay thủ phải không? Bây giờ nghe thầy hô chúng ta thực hiện một phải hai trái. Một, đấm nhấn ra, hai, ba,
4 5 6 7 8 9 10 duy rổ tay. Tiếp tục đi. Anh ta thủ phải không? Ngài thầy Hồ thực hiện tiếp 10 đòn nữa. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Duy Nghi Chào Duy. Như vậy trong bài học ngày hôm nay, thầy đã giới thiệu cho chúng ta hai kỹ thuật. Một là kỹ thuật đấm móc có tên gọi là Ageizuki. Kỹ thuật thứ hai là đấm vòng có tên gọi là Maiwashi-juki. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các em. Và sau đây thầy trò chúng ta cùng thả lỏng. Thả lỏng nhé. Rồi hai tay chống hông, rủ chân phải. Thả lỏng tích cực nhá. Trái. Các em chú ý cho thầy là đây là chương trình tự học võ karate tại nhà do thầy trực tiếp hướng dẫn giảng dạy. Và trong chương trình này không phải là thầy hướng dẫn lên rồi các em tập theo, mà ở đây có sự tác động, có nghĩa là thầy sẽ cùng tập với các em. Có nghĩa là thầy sẽ bắt đầu tập rồi kết thúc tập giống với các em. Để thầy và trò chúng ta cùng tác động nhá, cùng tác động. Và chúng ta phải tập theo giống như chúng ta đang đứng trên câu lạc bộ, giống như chúng ta đang trực tiếp đến lớp vậy, nhớ chưa nào? Cho nên chúng ta phải chịu khó một tí. Trong quá trình tập luyện thì chúng ta nên thả lỏng tích cực, hít thở sâu thì chúng ta mới theo kịp được cả kỹ thuật, nhớ chưa nào? Còn nếu mà thầy hướng dẫn lên xong rồi chúng ta tự tập thì thầy không biết các em tập như thế nào. Cho nên chúng ta phải tập theo thầy giống như một cái buổi lên lớp, giống như một buổi chúng ta ra tập ở trên câu lạc bộ, nhớ chưa nào? Đấy. 1 2 1 2. Rồi, như vậy thầy trò chúng ta sẽ kết thúc ở đây. Trong quá trình nghỉ giải lao thì chúng ta tiếp tục thả lỏng nhé. Chúng ta tiếp tục thả lỏng.